Chào mừng các em đến với kênh Helen. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong sau bài giảng Helen, các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 56 giúp cộng phân số tiết số 1 trang 64. Trước hôm mình sẽ làm câu số 1. Cho các phân số 2 phần 6, 19 phần 21, 25 phần 17, 13 phần 42, 23 phần 35, 27 phần 54, câu A viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp các phân số tối diện. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát các phân số này xem phân số nào tối diện nhé. Trước hết là 2 phần 6, khi mình thấy là 2 phần 6 tử mẫu cùng chia hết cho 2 được, nên đây không phải là phân số tối diện nhé. Tiếp theo là 19 phần 21, khi mình thấy là đây là phân số tối diện vì mình thấy là tử mẫu không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1. Mình thấy là tử mẫu chỉ có thể cùng chia hết cho một mà thôi. Như vậy ở đây mình sẽ để là 19 phần 21 nhé. Như vậy sẽ là 19 phần 21. Tiếp theo mình quan sát 25 phần 17, khi mình thấy là tử mẫu không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên đây cũng chính là phân số tối diện nhé. Như vậy là 25 phần 17 cũng là phân số tối diện. Tiếp theo 13 phần 42, thì mình thấy là 42 có chia hết cho 13 hay không? Mình thấy là không, đúng không? Như vậy là 13 phần 42 cũng sẽ là phân số tối diện vì tử mẫu không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1 hết, đúng không? Giờ tiếp theo các phân số chưa tối diện, giờ mình xem phân số nào là phân số chưa tối diện nhé. Như vậy trước hết là 2 phần 6, thì mình thấy là phân số này chưa tối diện vì tử mẫu cùng chia hết cho 2. Như phân số đầu tiên là 2 phần 6 là chưa tối diện, đúng. Giờ tiếp theo 19 phần 21 đã tối diện, 25 phần 17 tối diện, 13 phần 42 tối diện. Tiếp theo là 20 phần 35, mình thấy là tử mẫu sẽ cùng chia hết cho số nào? Tử mẫu sẽ chia hết cho 5, đúng nè. Như vậy đây là phân số chưa tối diện nha. Vì mình có thể rút gọn bằng cách chia tử vào mẫu cho 5. Tiếp theo là 27 phần 57, thì mình thấy là tử mẫu sẽ cùng chia hết cho 3, đúng nè. 27 chia hết cho 3, 57 cũng chia hết cho 3. Như vậy đây là phân số chưa tối diện. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu B. Câu B người ta kêu rút gọn các phân số chưa tối diện ở câu A nhé. Bây giờ mình sẽ đi rút gọn những phân số chưa tối diện ở câu A. Trước hết là 2 phần 6. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 2 nên mình sẽ đi rút gọn bằng cách chia tử vào 1 cho 2. 2 chia 2 và 6 chia 2. 2 chia 2 sẽ bằng 1 và 6 chia 2 sẽ bằng 3. Kết quả là 1 bằng 3, đúng không? Giờ tiếp theo thì mình sẽ đi rút gọn phân số 20 phần 35. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 5, nên mình sẽ chia tử vào 1 cho 5. 20 chia 5 và 35 chia 5. 20 chia 5 sẽ bằng 4. 35 chia 5 bằng 7. Kết quả sẽ là 4 phần 7. Và cuối cùng sẽ là 27 phần 57. Thì mình thấy là tử mẫu sẽ cùng chia hết cho 3. Đúng này. Như là 27 chia 3 và 57 chia 3. 27 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? 27 chia 3 sẽ bằng 9. Còn 57 chia 3 mình sẽ chia nhỏ chỗ này. 5 chia 3 được 1, viết số 1, 1 nhân 3 là 3. 5 trừ 3 được 2, hạ số 7 xuống được 27. 27 chia 3 được 9, như vậy kết quả sẽ là 19. Đúng không?
Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 kem hiệu bạc, cái xong hết video hãy biết kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Câu số 2 nói hai phân số bằng nhau theo mẫu nha. Mình quan sát mẫu như là 14 phần 18, mình thấy là 14 phần 18 mình có thể rút gọn bằng cách chia tử vào mẫu cho 2, 14 chia 2 được 7, 18 chia 2 được 9, như vậy sẽ bằng 7 phần 9. Đúng rồi. Bây giờ hãy sẽ tính nháp như này. Tiếp theo là 27 phần 36, thầy sẽ đi rút gọn con số này. 27 phần 36 mình sẽ đi rút gọn. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? Tử mẫu mình thấy là chia hết cho 3, cho 9. Nhưng mình sẽ rút gọn tối đa bằng cách chia tử mẫu cho 9 nha. 27 chia 9 và 36 chia 9. 27 chia 9 được 3. Và 36 chia 9 được 4. Như vậy kết quả là 3 phần 4. Đúng không? Nhưng mà sẽ nói phân số 27 phần 36 với 3 phần 4 nha. Mình sẽ nói là tiếp theo là 3 phần 13 là phân số tối giản nha. 1 phần 5 cũng là phân số tối giản. Bây giờ mình sẽ đi rút gọn phân số 12 phần 52. 12. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 2, cho 4. Bây giờ mình sẽ chia tử vào mẫu cho 4 nha, để được phân số tối giản. 12 chia 4, 52 chia 4, 12 chia 4 được 3, 52 chia 4 mình sẽ chia nhậu. 5 chia 4 được 1, với số 1, 1 nhân 4 là 4, 5 chia 4 được 1. Hạ số 2 sẽ được 12, 12 chia 4 được 3. Như vậy kết quả là 3 phần 13. Nhưng mà sẽ nói 12 phần 52 mới là 3 phần 13 nhé. Giờ bây giờ mình sẽ đi rút gọn con số 20 phần 100. 100 chia hết cho 20. Nhưng mà sẽ chia tử vào mẫu cho 20. 20 chia 20 và 100 chia 20. 20 chia 20 sẽ được 1. 100 chia 20 bằng 5, kết quả sẽ là 1 phần 5. Mình sẽ nói 1 phần 5 với là 20 phần 100. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bạc, khi xong hết video hãy biết kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, mình sẽ điền chữ N nếu là đúng, thì điền chữ S nếu là sai. Câu A rút gọn phân số 42 phần 36 được 7 phần 6, đúng hay sai? Mình sẽ đi tính nháp thử mình mới biết được, đúng không? Bây giờ mình sẽ rút gọn phân số 42 phần 36 nha. Mình thấy là tử mẫu sẽ cùng chia hết cho bao nhiêu? Mình thấy là chia hết cho 2, chia hết cho 3. Như vậy mình sẽ chia tử vào mẫu cho 6 nha. Một số mà vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 chắc chắn phải chia hết cho 6, đúng không? Nên mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử vào mẫu cho 6. 42 chia 6 bằng 7. 36 chia 6 bằng 6, kết quả là 7 phần 6. Như 7 phần 6, như là 7 phần 6 là đúng. Còn 6 phần 7 là sai, đúng không? Giờ câu B giúp gọn phân số 24 phần 48 được phân số tối giản là bao nhiêu? Mình sẽ tính thật nữa nha. 2 mình thấy là 48 sẽ chia hết cho 24, nên mình sẽ rút gọn tối đa bằng cách chia tử vào mẫu cho 24. 24 chia 24 và 48 chia 24. 24 chia 24 bằng 1. 48 chia 24 bằng 2, kết quả là 1 phần 2.
Nhưng mà phần 2 sẽ là đúng nha. Giờ còn như vậy là hai cái này sẽ bị sai. Như là mình xong câu số 3, câu số 3 các em hiểu bài, cái xong khách video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm khách chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm kém nhé.